Tối hôm nay thì em có rất nhiều mặt bông lan cát đẹp để anh em sưu tầm. Thì trước tiên mời anh em mình ngắm cái chùm bông lan cát của ông anh mới nở. Ngày hôm nay là mở căng này. Cái này cũng chưa uốn này. Nó ra hoa hoa chùm luôn. Một mèo nụ của nó ra bốn bông, bây giờ thành bốn bông hoa. Cái chùm bên này cũng là bốn bông hoa này. Cái này chắc chơi khoảng tầm 10 ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu gì xuống hoa nha anh em. Đây các bác so sánh này. Lan cát thường thì khi mới nở hoa thì nó sẽ có cái màu nó biến thiên cả nhà. Có thể mới đầu ra thì cái màu vàng của nó chưa có đậm đâu. Đấy, sau khoảng 3 đến 4 ngày bắt đầu màu vàng nó đậm. Nó đậm dần. Cái chậu này thì còn rất nhiều những cái mèo. Anh em xem mặt bông khá mới này. Hàng này thì lâu lắm rồi em chưa bán cái hàng này. Đây là vàng hoàng gia nhé. Lan cát vàng hoàng gia thì nó có những cái rất thú vị. Thứ nhất là hoa khi nở hoa mình trồng đạt thì nó ra những cái chùm chùm với cả nhà. Chùm năm ngoái em bán có những cái chùm nó rơi vào khoảng tầm 10 bông hoa cho một cái chùm lan cát như thế này. Còn cái chùm này thì nó được 4 bông hoa. Và cái bông của nó thì nó không to giống bông đại. Này thuộc size trung. Khi nở hoa nó cũng tương tự giống như cái bông này. Khi mới nở thì cái màu của nó nghiêng sang kiểu xanh cốm với cả nhà. Đấy, sau cái ngày thứ ba trở đi thì cái màu vàng của nó khá đậm đà. Và khi nó gần tàn ấy, thì nó sẽ trở lại cái màu mà nhạt 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 nhạt. Đây là bông gần tàn ở đây cả nhà. Đấy. Và nó có cái hay nữa là tất cả các cánh của nó có cái điểm nhấn màu vàng này. Điểm nhấn màu vàng này. Khuôn bông đẹp. Và một điều đặc biệt chơi cái này thì rất nhiều anh em là yêu thích, bởi vì là loại vàng hoàng gia này nó là một cái cây lan cát lá tròn xoe như thế này. Cái này không phải do phân thuốc nha. Anh em có thể so sánh. Đây là một chậu vàng hoàng gia này. Đây cũng vàng hoàng gia này. Đấy, cái lá này. So với cái chậu bảo ghi bên cạnh thì cái lá bảo ghi nó dài hơn. Vàng hoàng gia thì lá nó tròn. Cũng là một cái thú vị để mình chơi những cái bông lan cát này nha. Riêng vàng hoàng gia thì tối nay em có những cái chậu nó đang có nụ như thế này này. Chậu người ta trồng thuần lâu rồi nha. Lá nụ rất đẹp. Đây này. Đây chùm nó cũng 3 bông này. Đấy, chùm này 2 bông này. Cái loại này nó rất siêng bông. Đây, bên này nó ra hoa như thế này nha. Nhưng mà tiếp tục nó đẻ mầm. Mầm lên tới đâu ra hoa tới đó. Hầu như 3 năm trước em bán, lúc nào trong vườn cũng có những cái chậu lan cát vàng hoàng gia này có nụ. Bởi vì nó siêng bông, cái mức độ nó rất siêng bông. Rồi một cái mặt hàng mà lâu rồi không bán, đó là bảo ghi. Mỗi hôm thì bán bảo ghi đỏ, nhưng mà hôm nay có bảo ghi cam nhé. Bảo ghi cam của em thì những cái chậu trồng năm ba hết rồi. Tất cả chậu to chứ không phải chậu nhỏ đâu. Đây này. Đấy. Và khi mà riêng cái bảo ghi này, khi anh em mình trồng đạt mà nó từ năm ba trở đi mà trồng đạt, thường thì một mèo của nó được 3 cái nụ, ra 3 bông hoa. Em để ý những cái chậu tác phẩm bảo ghi, thường thì mỗi một cái mèo nụ nó là 3 bông hoa nhé. Em bác nào mà có còn nhiều mặt hàng nữa, thật sự còn rất nhiều mặt hàng. Anh em nào mà có nhu cầu thì tối nay lúc 19 giờ anh em vào sưu tầm nhé.